Alo vợ. Alo chồng, anh đang ở đâu đấy? Anh đang ở ngoài, sao thế em? Nhà mình mới bị trộm vô, nó lục tung hết nhà lên rồi. Tiền của em bỏ trong tủ bây giờ cũng không còn nữa. Em sợ lắm chồng ơi. Thật hả? Anh có để tiền ở đâu không? Em xem đằng sau cái rèm ở trên cái ghế màu đỏ đó. Rồi, cho em một chút nha. Có không? Cho em một chút. Rèm hả, bên nào? Không có rồi anh ơi, em không có thấy. Em xem cái tủ á, cái áo khoác màu đỏ của anh á, anh để tiền trong đó đó. 1-2 triệu gì đó. Vậy hả? Cho em một chút nha. Anh ơi, cũng không có luôn. Thì thôi, đợi anh về nha. Nhanh lên, mất hết tiền trong nhà rồi, nhanh lên.